cho dù xuất phát điểm của em có như thế nào đi chăng nữa, thì tương lai vẫn phải tỏa sáng như ánh mặt trời. Hãy lấy sự cố gắng ngày hôm nay đổi lấy cuộc sống mình mong muốn sau này. Quý thời gian luôn luôn công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy, hãy để thời gian nói lên sự cố gắng của bản thân bằng cách này hay cách khác. Bước chân đến nơi cao nhất, đứng cùng với những người xứng đáng nhất và sống cho những gì mình cần nhất. Cố chúc em những điều tốt đẹp nhất nhé. Mở tung cửa sổ đón anh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi. Hãy ghé lại nào, kìa bay chim ơi. Hãy nở nụ cười, nụ hoa ơi. Thật đáng cuộc đời, thế lại đèn hè nắng lại lên trên đường ta giao bước. Bên cạnh nhau tìm chân trời mới mà ta đã luôn ao ước. Khó khăn mấy cũng không cần lui, ta cùng nhau vượt qua buồn xuôi. Hy vọng những khoảnh khắc gặp nhau chẳng có lần cuối. Thế chưa có lắm đắng cay, ta cho nhau khai nắm tay. Tin ta thêm bao sức mạnh, và ta sẽ đứng lên rất nhanh. I know, và là người sẽ luôn bên tôi. Bầu trời như... Sống này không bao giờ cho em những gì em thích cả. Nó chỉ cho em những gì mà em đạt được thôi. Hãy nhớ lại xem, đã bao nhiêu mục tiêu mà mày chưa làm được. Mày muốn cứ thế sống tiếp để mục tiêu ngang qua mặt mày như thế sao? Mày có thấy mẹ mày đang đứng làm việc vất vả để có từng đồng nuôi mày ăn học suốt hơn 20 năm qua không? Mày có thấy bố mày đã từng đứng giữa sự sống và cái chết rất nhiều lần liều mạng để có tương lai tươi sáng hơn, để có được mày như ngày hôm nay? Mày vẫn chưa làm được gì, vậy thì mày phải nỗ lực hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa. Không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm, thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn. Em cũng không biết là trong cả năm nay em đã sống 365 ngày hay là em chỉ sống có một ngày 365 lần. If you are having a bad day, take a deep breath. Remember, it's just a bad day, not a bad life. Where there is desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You've gotta get up and try. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính. Các bạn cứ tin vào luật bù trừ đi. Có thể là bây giờ mọi thứ nó sẽ tồi tệ với mình, nhưng mà sau này biết đâu đấy mình sẽ được bù trừ một cái gì để nó thỏa đáng hơn. 5 năm, 10 năm nữa, hay là đến khi về già sẽ có cuộc sống an nhàn hơn chẳng hạn, con cái sẽ thành công hơn chẳng hạn. Mình cứ nghĩ như thế đi cho nó tích cực. Mà muốn con cái nó lớn lên khỏe mạnh, thành công thì bản thân mình phải sống tốt đã, thì mình mới che chở được cho nó chứ. Bản thân mình phải lo được thì mình mới lo được cho người khác chứ, đúng không? Cố lên bạn.
bạn vì đã cố gắng. Mình biết rằng có những lúc bạn rất mệt mỏi, chán nản, hay chỉ muốn nằm oài trên giường, và thậm chí còn chán ngay cả những món ăn mà mình đã từng rất thích. Nhưng mình cũng biết rằng bạn đã hết sức nỗ lực, cố gắng, thức khuya chạy thêm vài cái deadline, làm thêm một vài trang bài tập mới, học thêm một vài điều mới, đọc thêm một vài trang sách, chỉ vì bạn muốn thành công hơn, được cuộc sống mà bạn mong ước, và được mọi người công nhận sự nỗ lực này. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng mình ở đây, và mình đã công nhận sự nỗ lực của bạn. Mình rất biết ơn vì bạn đã cố gắng nỗ lực vì chính cuộc sống của bạn. Vậy còn bạn thì sao? Hãy tự công nhận sự nỗ lực của mình nhé. Cảm ơn bạn vì đã cố gắng.